đến năm 1975, sau cái ngày 30 tháng 4 thì tất cả mọi người đều tràn vào Sài Gòn, và tất cả những người phương Bắc thì cười như điên dại vì sung sướng. Riêng tôi thì đối với mọi người là một con điên, bởi vì lúc đó thì mọi người vô cùng sung sướng thì tôi khóc như là cha tôi chết. Vì tôi cảm thấy cuộc chiến tranh này là một cái trò đùa rất là ngu xuẩn của lịch sử. Tất cả năng lượng của một dân tộc dồn vào một sự phi lý. Và cái đội quân thắng trận thì lại thuộc về một thể chế man dợ hơn là những người thua trận. Phương Bắc thuộc về một thể chế man dợ hơn là phương Nam. Tôi nghĩ đấy nó gieo vào tôi một cái trạng thái vô cùng hoang mang và cay đắng. Và cũng lần đầu tiên tôi hiểu rằng là không phải lúc nào cái đẹp cũng chiến thắng, mà nhiều khi cái đẹp phải tan nát và nền văn minh phải quy hàng. Bỗng hết
đến buồn.